Vâng, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Minh Đức xin phép lại mở hộp một chiếc bút với thương hiệu rất nổi tiếng rồi và quen thuộc, Parker. Đầu tiên chúng ta quan sát có thể thấy là một cái hộp nhung màu ghi. Vâng, mở ra bên trong một chiếc bút Parker. Chiếc bút Parker này thì điểm độc đáo là nó còn mới nguyên các bác nhé, và nó có một cái màu xanh. Màu xanh này thì cũng rất là đẹp, xanh lá vân đó, hay còn gọi là màu xanh màu màu xanh bộ đội. Đây, Parker Solness phăng đó, gài bút hình mũi tên. Chúng ta quan tâm nhất ở đây là cái ngòi bút. Đây, các bác có thể nhìn thấy đó, ngòi bút thì mạ vàng rất đẹp. Cái này thì được cái là thay thế và sử dụng cũng rất dễ. Các bác có thể lựa chọn hai hình thức, một là hình thức bơm mực đó, đây bơm mực trực tiếp, hai là sử dụng ống mực. Đây, ống mực sơ cua họ đã để sẵn cho chúng ta rồi. Có hai hình thức mà các bác có thể dùng. Các bác có thể thấy ống mực nguyên zin của hãng Parker đó. Bút này bút mạ vàng thôi, vâng, màu xanh bộ đội, sổ sách và nguyên các bác nhé, nguyên hộp sổ. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Vậy thì bác nào yêu thích một cái sản phẩm bút Parker đa dụng, đa di năng, vừa có thể dùng mực ống và vừa có thể dùng mực bơm thì liên hệ với em Đức. Mới nguyên các bác nhé, số điện thoại 0962 456879. Em xin phép được dừng video ở đây.